Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 36 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong 5 năm qua, huyện Vân Đồn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh sẵn có để phát triển kinh tế biển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh. Huyện đảo Vân Đồn nằm ở phía đông nam tỉnh Quảng Ninh với diện tích tự nhiên hơn 550 km², bao gồm 600 hòn đảo lớn nhỏ và các vùng bãi chiều, rừng ngập mặn, có nguồn lợi thủy hải sản phong phú, thuận lợi để địa phương phát triển khai thác, nuôi trồng các loài thủy hải sản có giá trị kinh tế cao. Vân Đồn còn được thiên nhiên ban tặng những giá trị ít nơi nào có được, đó là phong cảnh thiên nhiên thơ mộng hữu tình của những đảo Minh Châu, Quan Lạn Ngọc Vừng. Thương cảng cổ Vân Đồn gắn liền với lịch sử hào hùng về một thời đại thương mại quốc tế sầm uất. Những đặc điểm đó tạo cho Vân Đồn nhiều tiềm năng lợi thế cả về thiên nhiên, văn hóa và con người, làm trụ cột để phát triển kinh tế biển. Sau khi Nghị quyết số 36 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 được ban hành, huyện Vân Đồn đã chủ động sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ thống nhất và gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Huyện cũng đã cụ thể hóa các nội dung phát triển kinh tế biển trong trung hạn, dài hạn trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển. Mục tiêu hướng tới là xây dựng Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Trong những năm qua thì thực hiện nghị quyết 36/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Vân Đồn đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và kế hoạch rất cụ thể để tổ chức triển khai. Và trong thời gian qua thì chúng tôi tập trung triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Thứ nhất là về công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thì đến nay Vân Đồn đã phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu kinh tế để điều chỉnh xong 9/12 cái phân khu, làm cái căn cứ để các nhà đầu tư chiến lược cũng như là các nhà đầu tư trong nước quốc tế nghiên cứu triển khai các cái dự án để phát triển các cái lĩnh vực về dịch vụ và du lịch. Vấn đề thứ hai là chúng tôi đang tập trung rà soát lại toàn bộ quy hoạch không gian biển để tập trung phát triển các ngành kinh tế biển mà trọng tâm vẫn là dịch vụ du lịch thế và lĩnh vực thủy sản. Khu nghỉ dưỡng Wyndham Gardens Sonasi Vân Đồn được khởi công vào cuối tháng 4 năm 2022. Đây là dự án nằm trong phân khu 1 của khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasi Vân Đồn Harbor City do tập đoàn CEO đầu tư với quy mô tổng thể 358 ha, là một trong những điểm nhấn trong phát triển hạ tầng du lịch biển của huyện Vân Đồn. Theo dự án, khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasi Vân Đồn có quy mô 200 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và 182 villa biển. Các tiện ích như bể bơi trong nhà và ngoài trời, nhà hàng, quán bar. Khi lưu trú tại đây, du khách còn được tiếp cận và sử dụng hệ thống hơn 1.000 dịch vụ tiện ích độc đáo và hiện đại của toàn khu tổ hợp Sonasi Vân Đồn Harbor City. Nhiều dự án thành phần mới xuất hiện tại Vân Đồn như khu phố thương mại Singapore, Softel, phục vụ 24/7, công viên chủ đề Sonasi Times Park với hàng loạt trò chơi trong nhà và ngoài trời, trò chơi mạo hiểm, bến du thuyền Sonasi Marina, đảo nghỉ dưỡng riêng tư Sonasi Island Retreat. Các dịch vụ cao cấp nhằm tạo nên những trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng cao cho du khách trong và ngoài nước. Sau hơn 2 năm thi công, đến nay khu du lịch này đã cơ bản hoàn thành các hạng mục và chuẩn bị đưa vào vận hành khai thác vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 tới đây. Đặc biệt, dự án này khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch biển của địa phương theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của huyện Vân Đồn cũng như của tỉnh Quảng Ninh. Trong dịp lễ 30 tháng 4 này, thì chúng tôi sẽ chính thức đưa vào vận hành khách sạn Sonasi Wyndham, sạn 5 sao đầu tiên tại Vân Đồn. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, kỹ thuật, cảnh quan, tiếp tục tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực của địa phương, đào tạo
nâng cao tay nghề, làm sao để đưa khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sun Life Vân Đồn Harbour City nói riêng và cái sản phẩm du lịch của trên địa bàn huyện Vân Đồn ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Bên cạnh lĩnh vực du lịch, để phát triển kinh tế biển bền vững, thời gian qua, huyện Vân Đồn cũng đã tập trung tranh thủ các nguồn vốn ngân sách đầu tư, xây dựng hạ tầng cảng bến, luồng thủy nội địa từ trung tâm huyện đi các xã đảo. Đến nay, hệ thống cảng bến trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu vận tải hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch. Cảng Ao Tiên chuyên dùng phục vụ vận tải khách du lịch từ Vân Đồn đi các đảo và các điểm tham quan trên vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long. Bến cảng được đầu tư xây dựng tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, quy mô gần 30 ha. Trong đó diện tích mặt đất là 5,9 ha. Đi kèm với đó là các khu vực cảnh quan, phân khu chức năng như đón hành khách, bán vé, nhà chờ, khu làm việc liên ngành, dịch vụ phụ trợ đi kèm. Tổng vốn đầu tư của cảng là hơn 610 tỷ đồng. Cảng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, có thể tiếp nhận cỡ tàu khách 300 ghế. Khu âu tàu có thể tiếp nhận đồng thời 150 tàu du lịch neo đậu. Nhà ga hành khách có diện tích sử dụng 4.000 m², công suất thiết kế 2 triệu 600.000 lượt khách một năm, giai đoạn 2020-2025, và mở rộng lên 3 triệu 200.000 lượt khách một năm, giai đoạn 2025-2030. Sau một năm đi vào hoạt động, cảng đã đón được gần 1 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đi các xã đảo. Việc đưa vào khai thác bến cảng cao cấp Ao Tiên đã góp phần cơ cấu lại hệ thống cảng bến trên địa bàn huyện Vân Đồn theo hướng chuyên biệt hóa chức năng của các cảng bến, đồng thời tạo nên điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn khu kinh tế Vân Đồn, tạo đà khích lệ cho các dự án lớn được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách khác sẽ sớm khai trương đưa vào sử dụng trong thời gian tới đây. Trong cái thời gian tiếp theo đấy, thì để đón được khách quốc tế thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Mai Quyền cũng như là bến cảng cũng sẽ tiếp tục nâng cao trình độ tay nghề của nhân viên, tìm hiểu, tìm tòi về những cái cảng bến của nước ngoài. Chúng tôi sẽ học tập được những cái mô hình của bên họ phù hợp thì sẽ áp dụng vào với bến cảng cao Ao Tiên. Để phát triển kinh tế biển bền vững, huyện Vân Đồn cũng đã sớm xây dựng lộ trình phát triển bền vững ngành thủy sản theo kế hoạch phát triển tổng thể của địa phương. Nổi bật là thực hiện chỉ thị số 13 CTTU ngày 10 tháng 8 năm 2021 về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch, định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Công tác quản lý khu vực biển nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch cũng được huyện quan tâm thực hiện bài bản khoa học. Đến nay, tổng diện tích đất mặt nước biển nuôi trồng thủy sản thuộc địa bàn huyện quản lý gồm 3.343 ha đã được cập nhật, tích hợp vào quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11 tháng 2 năm 2023. Huyện Vân Đồn cũng tập trung nâng cao trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, tạo đột phá trong lĩnh vực nuôi thủy sản. Huyện đã quan tâm hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp, hộ nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường trong nuôi trồng, chế biến, bảo quản sản phẩm. Chú trọng xây dựng chuỗi liên kết từ khâu cung ứng giống, vật tư kỹ thuật đến sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm nuôi biển. Tăng cường đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật trong hệ thống khuyến nông, cơ sở nuôi biển, sản xuất giống thủy sản. Ủy ban huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tuyên truyền vận động là các cơ sở nuôi trồng thủy sản để tham gia thành lập hợp tác xã để nó tạo cái vùng sản xuất tập trung với đủ cái số lượng hàng hóa và tạo ra cái sản xuất nó theo chuỗi giá trị để nó ổn định cái việc mà khi cái sản phẩm mình sản xuất ra thì nó đều tiêu thụ được hết. Với mục tiêu phát triển nhanh, có chiều sâu bền vững, Vân Đồn đã đẩy mạnh việc chuyển đổi sang sử dụng vật liệu làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản, đảm bảo theo quy chuẩn địa phương. Hiện nay, tại các khu nuôi trồng thủy sản trên vùng biển của Vân Đồn, cơ bản người dân đã thực hiện xong chuyển đổi từ phao xốp sang phao nổi thân thiện với môi trường theo quy chuẩn chất lượng địa phương. Trước đây là cái phao xốp thì nó sẽ ô nhiễm, nhưng bây giờ chuyển đổi cái này là phải nói là tuyệt vời, coi như là
Nói về cái là nó khó khăn một chút là ban đầu là về vấn đề tài chính thôi. Chứ còn thì bây giờ khi đã tất cả coi cơ sở huyện hoặc là xã coi như đã vận động rồi, giúp đỡ rồi, mọi cái coi như là chúng tôi đã làm được, coi như hoàn thành coi như 100%. Huyện cũng tăng cường kiểm soát đối với hoạt động của chuỗi nuôi biển, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm nuôi tự phát trái phép, sử dụng phao xốp. Địa phương cũng đặc biệt quan tâm quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong năm 2023, huyện đã xử lý 40 trường hợp vi phạm, số tiền xử phạt gần 450 triệu đồng. Chúng tôi đi làm trên biển thì cũng được các chức năng tuyên truyền cái vùng đánh bắt vịnh Bắc Bộ, chúng tôi thấy cũng rất hợp lý. Trên vùng biển thì bọn tôi không vi phạm cái chủ quyền của nước ngoài. Thì đến nay thì là cái công tác điều tiết là các cái cảng bến đã dần đi vào ổn định, và đặc biệt là cái khu vực cảng cá và khu vực neo đậu tránh chú bão thì trung tâm cũng đã phối hợp với lại chỗ chi cục thủy sản, rồi chỗ bộ đội biên phòng, rồi công an giao thông thủy là thành lập một cái văn phòng đại diện thanh tra kiểm tra kiểm soát nghề cá và kiểm tra chặt cái việc mà các cái tàu cá là 30 là không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy tờ khai thác, là cũng kiên quyết xử lý các cái trường hợp mà đánh bắt bất hợp pháp không theo quy định là cái IUU của nên là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vân Đồn tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao. Năm 2023, mặc dù nhiều khó khăn, song tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 30,7%, vượt 0,7% so với chỉ tiêu nghị quyết huyện đề ra. Thủy sản đạt 78.492 tấn, đạt 135,1% kế hoạch. Giá trị đạt 2.270 tỷ đồng. Kinh tế phát triển, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Hết năm 2023, Vân Đồn không còn hộ nghèo theo các tiêu chí của Trung ương và của tỉnh. Trong thời gian tới, chúng tôi xác định cái thứ nhất là chuẩn bị cái nguồn nhân lực. Đấy, thì chúng tôi đã xây dựng một cái đề án để phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định là phát triển kinh tế xã hội đồng bộ với lại các cái giải pháp bảo vệ môi trường, triển khai cụ thể hóa các cái giải pháp để mà phát triển đồng bộ cái du lịch, kết nối vùng cũng như liên vùng và quốc tế. Nghị quyết số 30 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được huyện Vân Đồn triển khai có hiệu quả, tạo động lực cho sự phát triển của huyện Vân Đồn. Để trở thành địa phương ngày càng mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển thịnh vượng, an ninh và an toàn, thời gian tới đây, Vân Đồn sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển. Đưa Vân Đồn trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển mạnh của tỉnh, là cửa ngõ, động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.